Đây là 9 đoàn viên học sinh tiêu biểu của nhà trường, liên tục trong 3 năm học trung học phổ thông đều đạt học sinh giỏi và là những nhân tố tích cực trong các hoạt động đoàn, hội và các phong trào thi đua. Được biết, trong 4 năm qua, chi bộ trường trung học phổ thông Trần Cao Vân, huyện Chư Sê đã có 34 đoàn viên ưu tú là học sinh vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng và là đơn vị đứng đầu của khối trung học phổ thông toàn tỉnh có số lượng đoàn viên học sinh được kết nạp Đảng. Việc kết nạp đảng viên trong khối trường học vừa có ý nghĩa phát hiện, ghi nhận nỗ lực của những quần chúng học sinh ưu tú, vừa tạo ra môi trường để phát triển đảng trong lực lượng trẻ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trẻ và tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, phẩm chất chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.